Đầu gỗ Thành Quyên kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại đang vào những ngày của tháng 11 năm 2020 dương lịch. Thì video clip tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở Thành Quyên. Đấy thì trong video clip lần này thì cơ sở chúng tôi cũng giới thiệu quý vị và các bạn một mẫu sập thờ Mai Điểu chân 24 với chất liệu và 100% bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi. Đấy. Thì mọi người hãy cùng tôi xem hết video clip này thì tôi cũng sẽ báo giá công khai cho quý vị các bạn về mẫu sập thờ Mai Điểu chân 24 này. Hiện tại thì ở đây thì mẫu sập thờ Mai Điểu này thì được chúng tôi cải tiến đi. Đối với mẫu sập thờ Mai Điểu chân 24 này thì chúng tôi làm với kích thước là dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17, kích thước lỗ ban số đỏ. Dạ tiền dạ ngang thì đều dày 5 phân, khuôn 5, ván 2, chân 24, toàn bộ là gỗ gõ đỏ Nam Phi, không pha gỗ khác. Thì mẫu Mai Điểu này thì được cơ sở tôi cải tiến đi là phần cổ ở đây. Đấy, toàn bộ là đục tay. Đấy. Và cổ ở đây là cổ 2 tầng cổ. Trên là rồng trầu quân thư và bên dưới là hai chú rồng trầu mật nguyệt và hai bên là hai chú lân. Rất là đẹp. Và hai bên hông đây là rồng hóa lá tây. Cổ ở đây rất là dày nhá. Dạ tiền dạ ngang đều dày 5 phân. Đấy, mọi người sẽ thấy được. Hàng đây để mộc. Hiện tại thì bộ sập thờ này chưa có chủ nhân. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu thì xin hãy liên hệ tới Thành Quyên chúng tôi qua số điện thoại là 0398949884 hoặc là trực tiếp đến cơ sở chúng tôi đặt tại địa chỉ làng nghề mộc La Xuyên Vàng thuộc xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Đây rất là đẹp. Đây phần dạ tiền đây ạ. Đấy, toàn bộ là đục tay nhá. Hàng đục tay thì mọi người cũng biết được rồi, giá trị của hàng đục tay thì bao giờ sẽ đẹp và cao hơn so với hàng đục máy. Giữa là rơi ngập chữ phúc. Đây mọi người thể thấy được là hàng có gỗ đỏ thì mọi người biết được là lớp đá vôi, đây là nhận biết được có gỗ đỏ Nam Phi ngay, được rất là có hồn. Những từ những chú chim điểu, những bông hoa mai. Đây phía bên này đây. Đây là chúng tôi quay phần mộc. Chúng tôi xin nhắc lại là bộ sập thờ này chưa có chủ nhân nhá. Ván ở đây là khuôn 5 ván 2 nhá. Đây lớp đá vôi đây. Đấy, mọi người thể thấy được. Rất nhiều đá vôi. Gỗ gõ đỏ thì là loại gỗ cực kỳ là bền nhá. Thì để quý khách hàng không phải chờ lâu thì sau đây thì cơ sở chúng tôi cũng sẽ báo giá công khai cho quý vị các bạn một bộ sập thờ chân 22, chân 24, mẫu Mai Điểu, kích thước dài 2m17, sâu 1m07 và cao 1m17, dạ tiền dạ ngang dày 5 phân. Cổ ở đây là mẫu 2 tầng cổ, khuôn 5 ván 2 phân. Thì cơ sở chúng tôi đang bán hoàn thiện với giá là 33 triệu phun sơn hoàn thiện cho khách hàng, lắp đặt tận nơi cho khách hàng dưới 150 km. Còn khách hàng nào trên 150 km thì hỗ trợ cho cơ sở chúng tôi thêm một chút phí vận chuyển. Thì cơ sở chúng tôi cũng luôn luôn tam cấp, luôn luôn khuyến mại cho khách hàng một chiếc tam cấp và một bộ đũa thờ. Đấy thì tùy vào từng mẫu sập thờ sẽ có giá cả khác nhau. Loại 30 triệu thì tầng cổ nó sẽ khác so với loại này là 33 triệu hoàn thiện cùng chất liệu loại gỗ. Còn đối với gỗ hương đá thì lại một là loại mẫu khác, tùy từng chất liệu loại gỗ. Đấy, thì bên trong cơ sở chúng tôi đây cũng còn rất nhiều các mặt hàng. Đấy, đồ thờ chúng tôi đang bọc cho khách hàng. Đấy,
Đây là hai bộ sập thờ, một bộ sập thờ là của chú Tuấn ở Hà Đông và một bộ sập thờ của chú Tùng ở Hải Dương. Đấy, cũng vừa hoàn thiện xong. Nhưng mà đây là hai mẫu sập thờ với chất liệu bằng gỗ hương đá. Đấy, cơ sở Thành Quyên chúng tôi chuyên sản xuất các loại mặt hàng về đồ thờ. Đây, tôi xin phép quay phần trong của bộ sập thờ này. Rất là trần đúng không ạ? Bốn chân như một. Tôi xin nhắc lại là bộ sập thờ này chưa có chủ nhân. Thì khách hàng nào có nhu cầu thì xin hãy liên hệ tới Thành Quyên chúng tôi qua số điện thoại là 0398949884, hoặc có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi đặt tại địa chỉ làng Ngày Mộc, La Xuyên Vàng, thuộc xã Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip.